Tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 năm 2021 Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Mậu Ngọ là những người có cuộc sống tự do và thích được khám phá vô vàn điều mới mẻ của cuộc sống bên ngoài. Những thứ cũ kỹ, nhàm chán sẽ không thể thu hút được tuổi Mậu Ngọ. Con giáp luôn nghiêm túc và hết mình với công việc được giao. Dù phải trải qua nhiều khó khăn, gian nan, nhưng một khi đã hứa, tuổi Ngọ, mệnh hỏa sẽ làm bằng được. Đối với họ, chữ tín và danh dự của một con người là phẩm chất đáng quý nhất. Sang năm 2021, có lẽ tuổi Mậu Ngọ là một trong những con giáp đen đủi nhất, bởi 2 năm liên tiếp bị thái tuế kìm kẹp, khó khăn lại càng trở nên bế tắc, mọi thứ dần đi vào ngõ cụt. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Mậu Ngọ có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào trong năm 2021? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Mậu Ngọ trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Năm 2021 là năm Tân Sửu, người sinh năm 1978 bước vào tuổi 43. Thái tuế và thiên can tạo thành bố cục thực thần sinh tài, dẫn tới sự nghiệp không thuận lợi, dễ phạm thị phi, có hiện tượng sâu xé. Vận trình của nam tuổi Mậu Ngọ có sự nghiệp không suôn sẻ, dễ mắc sai lầm, dễ nóng giận, bực bội. Tuy nhiên, điều này lại có lợi cho việc lập kế hoạch tiếp thị và cải thiện hiệu suất, trí tuệ của bản thân được tận dụng triệt để. Sức khỏe trong năm 2021 cũng không như ý, cảm xúc dễ thăng trầm quá mức, tâm lý tiêu cực, đường tiêu hóa khó chịu. Trong năm thái tuế thì đường tài lộc tương đối ảm đạm, có hung tinh chiếu mệnh nên bạn phải chuẩn bị tâm lý trước, có thể xảy ra chuyện hao tài, tốn của, chớ nên coi thường. Dù đưa ra quyết định gì, bạn cũng phải tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh, không chủ quan. Gặp khó khăn, đừng quá lo sợ, hãy kịp thời tìm kiếm sự giúp đỡ của người thân, bạn bè. Ngoài ra, trong năm nay, bạn cần phải cẩn thận trong lời nói và công việc, đừng làm mất lòng người khác, nếu không sẽ lâm vào cảnh khốn cùng. Nhất định không được sơ ý. Còn nữ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 cũng bị sao thái tuế cản trở, mọi mặt kém phát triển trong năm nay. Công việc có thể vô tình rơi vào tranh chấp nhân sự, gặp trở ngại nhỏ. Con đường tình cảm của nữ tuổi Ngọ cũng rất trắc trở, người độc thân tuy có người theo đuổi nhưng nếu không chú ý thì có thể vấp trúng những người đàn ông cặn bã. Nữ tuổi Ngọ nên chú ý đến sức khỏe của mình, đừng tự tạo áp lực cho bản thân, chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ trong năm 2021. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Mậu Ngọ sẽ phải trải qua trong năm 2021 thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết về vận trình tử vi của tuổi Mậu Ngọ qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp, tuổi Mậu Ngọ bước vào năm 2021 có thái tuế hợi thủy ám hợp với chính quan. Các dự án về thủy lợi và những người làm việc liên quan đến thủy sẽ gặp may mắn trong năm nay. Nam Mậu Ngọ, năm thái tuế, có vận trình sự nghiệp không tốt. Khó khăn đó là sẽ hao tốn tiền của do cố ý hoặc ham lợi cá nhân. Thuận lợi là năng lực cá nhân được phát huy tốt, tích cóp được của cải. Nhưng bạn đang khởi nghiệp, có điểm bị đối tác hoặc cấp dưới phản bội. Bạn phải thận trọng hơn, đặc biệt là các vấn đề kế toán của công ty, bạn phải tự mình làm, không được cầu thả. Khi thuê người, tốt nhất là có thể ký hợp đồng chặt chẽ. Tóm lại là mọi thứ phải tuân theo pháp luật và quy định để không gây ra điều kiện tụng. Đối với nhân viên văn phòng bình thường, công việc năm nay không hề dễ dàng. Hết việc này đến việc khác. Dù lương cao nhưng khả năng thăng chức, tăng lương là rất thấp, khá là đau đầu. Còn đối với nữ mạng cũng không được ổn định trong quá trình sự nghiệp phát triển. Tử vi dự báo có điểm tiểu nhân hãm hại trong công việc. Nếu không chú ý thì thành quả lao động của mình có thể bị người khác cướp mất, phải trả giá rất nhiều. Nữ Mậu Ngọ năm nay ít có khả năng được thăng tiến, không nên quá chú trọng vào việc thăng chức. Làm việc chăm chỉ thì bạn mới có thể nhận được sự quan tâm của lãnh đạo. Người đã kết hôn sẽ gặp phải sự đối xử bất công trong công việc và vướng vào một số tranh chấp, lời qua tiếng lại. Tốt nhất là hoàn thành công việc của mình và không nên bàn tán chuyện đúng sai của người khác sau lưng, nhất là với đồng nghiệp. Năm 2020 phạm xung thái tuế vừa qua, năm 2021 lại phạm phải hại thái tuế khiến sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ gần như bế tắc. Để hóa giải được, tuổi Mậu Ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí là Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ giúp chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp. Khi mang theo bên mình hàng ngày sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho tuổi Mậu Ngọ. Về mặt tài lộc. Về tài lộc, nam tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 bị ảnh hưởng bởi thái tuế trong năm 2021. Vì vậy, thường không có tiền trong tay, con giáp không nên lên mạng trông cậy vào ứng dụng cho vay tiền một cách tùy tiện, rất dễ rơi vào bẫy lừa đảo. Nếu cùng đường, hãy tìm đến sự giúp đỡ của người thân, bạn bè. Đồng thời, bạn cũng không được quá lười biếng, nên chủ động tìm cách kiếm tiền. Đừng chán ghét sự chậm chạp của dòng tiền bạc. Chỉ cần bạn không vi phạm pháp luật và chăm chỉ tích lũy từ từ, bạn có thể đạt được mục tiêu. Bạn cũng đừng tiêu tiền vào những việc không thực tế trong năm nay. Để quản lý tiền bạc cá nhân hợp lý, bạn có thể mua một số sản phẩm tài chính thận trọng, chẳng hạn như quỹ. Năm nay, nữ tuổi Ngọ đường tài lộc cũng tương đối kém. Thu nhập trong công việc tương đối ổn định, không có nhiều thăng trầm, nhưng các khoản chi tiêu trong cuộc sống sẽ tăng lên rất nhiều, nảy sinh một số khoản chi tương đối lớn. Muốn tiết kiệm thì cần lên kế hoạch tiêu dùng hợp lý. Đặc biệt, lưu ý đầu năm, đừng tiêu xài phung phí chỉ vì sủng rỉnh tiền bạc, kéo giai đoạn sau, tài chính eo hẹp, không thể lo đủ chi tiêu hàng ngày. Có điểm bị mất tiền, không nên lập nghiệp với gia đình và bạn bè trong năm nay, nguy cơ sẽ bị thua lỗ nhiều. Sự nghiệp không phát triển, cộng thêm do ảnh hưởng của thái tuế khiến con đường tài lộc của con giáp đi xuống rất nhiều. Để có thể tăng may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2021, tuổi Mậu Ngọ hãy sử dụng thêm pháp khí là Bát Bảo Tâm Kinh. Khi mang pháp khí này bên mình, hàng ngày sẽ giúp tăng phúc, cải mệnh, tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho tuổi Mậu Ngọ. Đồng thời, vòng còn có thể chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công rực rỡ. Về mặt tình cảm. Năm 2021, người tuổi Ngọ cấu thành bố cục tương hại với thái tuế khá xấu, nhưng thiên can thái tuế lại sinh đào hoa tinh. Năm nay có cơ hội gặp gỡ người khác phái và bứt phá trong tình cảm, nhưng tuổi Mậu Ngọ lại không dễ dàng chấp nhận. Xung quanh những người độc thân sẽ có một số người cầu hôn, vì mặc dù không còn trẻ nhưng bạn rất hấp dẫn. Cẩn thận khi chọn bạn đời, mật ngọt chết ruồi. Trong năm tuổi Mậu Ngọ bị ảnh hưởng bởi thái tuế nên cuộc sống hôn nhân có nhiều rắc rối. Vợ chồng sẽ có sự khác biệt rõ ràng về nhiều mặt, thường xuyên xảy ra tranh chấp, gay gắt vì cha mẹ, họ hàng khiến không ít gia đình vô cùng tồi tệ. Khi bạn khó chịu, chắc chắn sẽ gieo rắc sự tức giận lên đối phương. Điều này sẽ nhanh chóng làm bùng phát mâu thuẫn. Tuổi Mậu Ngọ phải kiềm chế tính nóng này của mình và suy xét mọi việc từ góc độ của đối phương. Trong giai đoạn này, hãy cẩn thận với con giáp thứ 13 lợi dụng xen vào. Đồng thời, hãy quan tâm đến nửa kia nhiều hơn và bỏ bớt cái tôi cá nhân. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh đều không có bước tiến lớn, xảy ra nhiều mâu thuẫn dù bạn là người độc thân hay là người đã có gia đình. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa trong năm. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Mong rằng năm 2021, bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Về mặt sức khỏe, năm 2021 là năm Thái Tuế phạm ngũ hành hỏa. Nhìn chung, dù nam hay nữ thì cũng có sức khỏe không ổn, tâm tình không tốt, dạ dày khó chịu, da rẻ cũng trở nên xấu xí. Tuổi Mậu Ngọ thường có chế độ ăn uống không điều độ, thường xuyên thức khuya và làm việc quá giờ, cộng với thói quen ăn khuya. Chính vì vậy mà trong năm Tân Sửu sắp tới, tuổi Mậu Ngọ sẽ gặp nhiều vấn đề về thể chất và tinh thần. Ví dụ như bụng khó chịu, thường xuyên bị tiêu chảy, không hấp thụ được chất dinh dưỡng hoặc mắc các bệnh về đường hô hấp. Đừng chủ quan, kẻo ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Khi gặp chuyện không vui, hãy chia sẻ với người khác để tâm trạng thoải mái. Như vậy, cơ thể mới phát triển theo chiều hướng tốt. Ngoài ra, cũng phải chú ý đến việc giữ gìn cơ thể. Nếu không có việc gì thì ra ngoài tập thể dục, tập gym thì càng tốt. Lưu ý trong những năm Thái Tuế có điểm xảy ra tai nạn xe cộ, chớ nên bất cẩn, cần đặc biệt chú ý an toàn giao thông khi lái xe. Trong năm, bản mệnh nên chú ý chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến những lúc bạn không ngờ tới. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.